Động linh đàn rồi đơn giản đấy. Bố là cao chân tịnh, cả cao chân đàn, tu nhân tự nhiên tịnh là có hết đấy, không có phải là nói không nói vớ vẩn. Nó có dấu bản mệnh này, in ấn dấu bản mệnh này. Đây sư phụ của con cũng là bố của con đấy. Bố đang truyền pháp cho con. Thì pháp giới trừ chúng sinh lược lụy lụy